Hello cả nhà, hello cả nhà. Hôm nay em vào tu viện bên dòng Sakya, ngay ở tháp Order. Em cũng rất nhiều cảm xúc và ấn tượng với tu viện này, bởi vì ngài đã viết tịch ở đây. Thứ nhất, ở đây có bức tượng, wow, to lắm, rất là to, rất là to. No. Bức tượng rất là oai lực, rất là nhiều oai lực. Rất là đẹp. Đây là tu viện bên theo dòng thượng thừa Sakya. Em không nhìn chính xác nữa, nhưng hình như là ngày đây là ngày Thích Chen. Ngày đã viên tịch rồi. Wow. Cũng rất nhiều cảm xúc với ngài. Thứ nhất và thứ hai, tu viện này là bức tượng rất là cao to, mỗi bao nhiêu mét nhưng mà đẹp lắm. Đây là cảnh tu viện nha. Tượng người ta đúng là đẹp xuất sắc. Về tượng Phật, đặc biệt là tượng về mật tông, tượng của Nepal là Nam Hoàng.